vâng a châu xin kính chào các bác nhá hôm nay a châu sẽ giới thiệu cho các bác xem về cái dòng lưới vét à, cá lòng tong và vét tôm vét tép loại này là vét mương vét ruộng thôi em làm ra để phục vụ cho các bác là vét ở ao ấy là ở ruộng thì tất nhiên là cái tấm này sẽ được tối giản hơn một chút so với cái tấm vét cá nhá các bác nhá cái tấm vét cá ấy thì phao và trì và lưới chắn bùn nó sẽ được làm dày dặn hơn ví dụ phao nó sẽ mau hơn trì sẽ dày hơn và cái lưới chắn bùn nó sẽ cao hơn một chút Tại vì lưới đấy là vét những cái loài cá Vài trăm cân cá cơ các bác ạ Vài trăm cân cá cơ Còn những cái lưới vét này em sẽ làm ra để phục vụ cho các bác là vét tôm vét tép này Vét lòng tông con cá từ 5 cân đổ lại Và Các bác vét uh, để uh, ăn nhậu thì rất là phù hợp để các bác làm những cái nồi canh chua và mùa hè này thì quá là tuyệt vời thì em sẽ đi vào chi tiết của cái dòng lưới vét tôm tép cá lòng tông này các bác nhé thì đây phao của em đây phao em nằm ở túi cũng rất là mau đấy túi thì em vẫn là bốn cái quả phao tông chống lỗ tuyệt đối để cho việc là các bác là chứa tôm tép cá vài cân vài chục cân thoải mái nhá dây đây các bác ơi dây dây hàng thái lan đi hai đường dây ở trên đấy và rất là chắc chắn được may cực kỳ cẩn thận và tuyệt đối à, khoảng cách của phao sẽ là tầm 80 phân tại vì loại này là kéo tôm kéo tép cho nên là nó sẽ hơi thưa một chút dây đây nha các bác nhá dây thắt phao em làm cũng như cái hàng lưới vết cá kia thôi phao vẫn là phao tung chống lỗ tuyệt đối và em làm cực kỳ cẩn thận lưới đây các bác ơi mắt lưới là ba ly các bác có thể là kéo tôm kéo tép hàng cước thái lan chống xô giạt tuyệt đối và chất liệu lưới cũng giống như hàng lưới vét cá nha các bác nhé không khác một chút nào hết hàng cước trắng thái lan chống xô giạt tuyệt đối và mắt Bali các bác có thể kéo lươn trạch tôm tép từ loại nhỏ nhất có thể nhé miệng đây các bác ơi miệng mở rất là đều và các bác có thể là hứng chọn tôm cua cá vào đây với chiều dài của chiếc túi là 4 mét và miệng mở rộng như thế này thì các bác có thể chứa được vài chục cân cá tôm tép thoải mái nha các bác nhé các bác yên tâm là túi này em may rất là cẩn thận và tỉ mỉ đây là chân là chân thoát bùn đấy nhé các bác nhé chân lưới dù thoát bùn vẫn là loại dù thái lan của bên em và thoát bùn rất là hiệu quả chân của nó sẽ cao tầm 10 phân mẫu này là kéo tôm kéo tép kéo cá lòng tong cho nên là em sẽ làm chân gạt bùn thấp vì các bác sẽ kéo ở những nơi như là kênh mương rạch đấy có ít bùn thì các bác lấy những cái loại như này các bác kéo sẽ rất là ok và khoảng cách trì đây các bác ơi trì khoảng cách tầm 30 phân một viên trì nha các bác nhé 30 đến 35 một viên trì vẫn đảm bảo cho các bác là các bác kéo tôm tép thoải mái nhé thì cái mẫu này các bác kéo ở kênh mương rạch cho nên là em sẽ làm chân gạt bùn tầm 10 phân ở những nơi như ruộng kênh mương bùn đất nó sẽ ít hơn tấm này phù hợp cho các bác để các bác kéo ở những nơi kênh mương rạch ao ruộng các bác hứng tôm tép hứng cá ở những mùa nước lũ cũng có thể là đảm bảo và tuyệt đối luôn. Chiều dài là 10m, chiều cao là 2m và túi là 4m nha các bác nhé. Một tấm như thế này, em đang bán giá là 300.000 miễn phí ship vận chuyển và tặng cho các bác một túi đựng cá. Các bác mua hàng cứ liên hệ cho A Châu qua số điện thoại trên màn hình 0987 782 098 nha các bác nhé. Ngoài ra em còn làm rất nhiều kích thước để phục vụ cho các bác. Các bác muốn kích thước như thế nào cứ liên hệ cho A Châu nhé. Đây là một tấm lưới phù hợp để các bác vét giải trí, vét tôm, vét tép, vét cá lòng tong để làm một cái lồi lẩu canh chua rất là hợp lý cho mùa hè này. Hoặc các bác làm kinh tế, các bác vét những loài cá lớn vài chục cân, vài trăm cân thì các bác cứ liên hệ cho A Châu. Lưới sẽ khác hơn một chút. A Châu sẽ tư vấn cho các bác và giới thiệu cho các bác những cái dòng lưới phù hợp nhất cho các bác. Các bác cứ liên hệ cho A Châu nhé. Vâng, A Châu xin cảm ơn các bác và chào các bác.